Anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Thì đầu xuân năm mới nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. 2022 thì Viết Phú nghỉ lễ đi quán đồ cũ. Tiện quay cho quý vị anh chị của chú coi một số loa. Lâu em cũng không đi tại vì cũng công việc khá là bận nên em ít đi được. Nhà em làm các cái hàng em order trên mạng thôi là chính. Tuy nhiên thì có ít đi quán nhưng mà cũng rất là may mắn được các anh chị cô chú tin tưởng ủng hộ các cái món hàng khác. Em cũng ở nhà order trên mạng, trên các cái trang đấu giá, trang web của Nhật mua hàng cho quý vị anh chị cô chú. Thế này ở đây thì có một số cái loa em quay cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo một chút về một số cái loa bầu. Đây thì có mấy cái bộ loa bầu com 5, com 3. Đây đầu tiên là một bộ MediaMate. Đây thì nó có đầy đủ phép phụ kiện, nó ghi hết đầy đủ phép phụ kiện kết nối. Dòng này thì không biết là bao nhiêu watt, em sẽ quay cho quý vị màu trắng sữa. Dây đầy đủ hết nha quý vị nha. Bên này thì 120V only của Mỹ rồi. Bosch Corporation Mỹ này. Made in USA nha quý vị nha. Hơi nhẹ. Đây còn là Made in USA quý vị nhé. Automatic Foreign Component. Đây dùng cho quốc tế và nội địa. Dùng cho dòng điện 120V. Dùng cho thị trường Mỹ. Đấy, 5.500, khoảng tầm 1.500.000, chốt hơn rưỡi. Cái này nó nhẹ, về Việt Nam nó tầm 5.500.000, 1.000.000, còn này về Việt Nam rồi tầm hơn 1.500.000, 1.600.000 đó. Đây ở dưới này thì có hai bộ loa bầu Companion, đây là Companion 5. Bên này là Companion 3, CD2. 5 và 3 nó rõ kích thước khác nhau hoàn toàn. Còn 3 lần 2 series 3 series 2 này thì có giá 13.200 cả thuế, sản xuất 2007 nhé. Thì 96W. Rất là khủng. Đầy đủ hết phụ kiện đi kèm. Ở phía sau đây buộc trên hết. Giá hết bên trên này. Dòng này thì em nghĩ là Made in China thôi. Nhưng không quan trọng lắm. Đó là tiêu chuẩn sản xuất lắp cho nước nào. China thì bây giờ bên này thì 96% là cái hàng sản xuất tại China đó. Giá này thì nó rơi vào tầm 2.800.000 về Việt Nam, ở bên này chưa cước về Việt Nam. Con này nó một bộ này nó khá là nặng nên là nó cước về Việt Nam khá là cao. Mua bên này thì ok nhưng mua về Việt Nam thì khá cao, vậy nó mất khoảng tầm gần 2.000.000 tiền cước, 6.000.000-7.000.000 đó tiền cước kìa. Còn cảm ơn lần 5 thì nó dạng 2.500.000 300, tầm tầm vào 5.2 triệu đó, 1.2 triệu gì đó bên này rồi. Cước con này nó rất là nặng, con này cục của nó là nặng hơn cả chục cân, cả gần hai cái này luôn. Tầm mất tầm 2 triệu tiền cước nữa. Hai con này thì nó không nặng, chênh lệch nhau là mấy. Em thấy con Carbon lần 3 này nó cũng nặng, rất là nặng, thậm chí là nặng hơn Carbon lần 5. Con này rất nặng, con này lại không nặng bằng đấy, rất hay đó. Thì cái vận chuyển nó tương đương nhau khoảng tầm 2 triệu một con, nên giá đội đấy rất nhiều. Nếu đi đường e, còn đi đường hàng biển thì bây giờ từ đợt dịch bây giờ thì ít người nhận hàng nên em cũng không gửi quý vị. Thì bên cạnh đây là một em Labo M12 quý vị nhá. Con này thì Made in Japan luôn này. Có nguồn này, bát chép và volume thứ này, mix bát line này. Em quay cho quý vị coi hai bên hông, đây là hai bát loa bên hai bên loa trầm này. Để sau là thông tin của loa nhé. Series này, Bow Companion Corporation Framingham Mỹ này. Assembly in Japan này. Đấy. 26W, 100V, 50-60Hz nhé. Rất là ok, Made in Japan, đầy đủ hết dây
và loa có gần hết nhá, rất là ok luôn. Tầm này về Việt Nam rồi tầm 2,5 triệu gì đó. Đấy, còn khá đẹp, không phải là tuyệt vời lắm nhưng mà khá đẹp. Đây là mấy bộ bầu loa vi tính. Còn bên này bầu sao tút 130, con này thì đắt. Con này tận 71.500, bây giờ là 15 triệu. Cắt đầu gọi loa gọi cảm vào cái loa kia, TV kìa. Nó thật. Bên này thì đèn đông, không chưa không? Bầu sao linh TV solo này. Con này giá 10.000, tầm 2 triệu bên này. Việt Nam tầm hơn triệu đó. Cái này tầm 3,5 triệu gì đó. Đây thì một số loa bầu vậy. Mini vi tính. Còn ở bên này thì cũng có thêm một vài bộ nữa. Anh dụng bộ Cometic bộ Acoustimat 5 series 3 này, A15 series 3 nha quý vị nhé. 16.500. Có 4 loa con này, hai bên xoay được 6 ohm. Và con này công suất là bao nhiêu đây, không thấy ghi đây. Con này còn rất là đẹp, nặng, con này nặng lắm. Hôm trước em gửi về Việt Nam nặng, gửi về mấy con rồi, nhưng mà có một lần đâu bị vỡ mất một con, vỡ mất ra một cái hông do cái bưu điện người ta ném vỡ. Bưu điện Việt Nam thì em cũng rất là hốt vì em gửi nhiều lần rồi, thỉnh thoảng có đôi cái bị móc méo rồi vỡ họng, phải bù đen tiền cho khách thôi, phải chịu chi phí người ta đi sửa chữa thay thế, vá lắp các thứ. Đấy, còn bên này là gì đây, bầu CVK30B. Cái này là gì, loa là con dành cho bộ bầu 101 và 201 series nhé. Đấy, màu đen 5.000 một cái nhé. Triệu hơn triệu triệu mốt cái. Ở chỗ này nó rất nhiều đàn đúng rồi các loa khác. Nhưng cái này đắt quá, năm đấy đợt trước giờ nó 38mm bát 40 này, JBL này. Nhiều bác hỏi nhưng mà cái loa này thì cũng ngán luôn. 2226H này, PE một cặp này. 38cm 600W nha quý vị. Ngoài 3 tháng. Giá của nó, riêng giá nó đã 11 triệu hơn rồi. Gần 12, 1 triệu 5, 12 triệu rồi. Chưa kể cước cái con này nó nặng lắm. Thôi, con này nó nặng hơn chục cân một đôi này luôn, mười mấy cân luôn. Còn đôi này rất nhiều các loa đứng khác. Con này em rất là ngại lấy vì nó cồng kênh. Đấy, còn trên này các loa con khác, Kenwood rồi Technic, JBL, Kenwood, Yamaha, Definitive này thì trước cũng có quay một lần rồi, có mấy anh hỏi nhưng mà sau công suất hơi bé này các anh lại hơi ngại một chút. Này có một con loa center, một con loa của Victor rất là đẹp, center không. Đây là nó còn như vậy thôi. Giá thì 10.000 là 2 triệu. Chưa cước con này. Con này là ôi trời, nặng lắm. Thôi, bát của nó là 20 nhé, 18,5 quý vị. Con này thì mấy loa đường đông, loa con, loa center. Em có một con đường đông bằng con này, Yamaha bằng con này ở nhà, giá về Việt Nam chỉ hơn 1 triệu tí. Quý vị nào có nhu cầu thì em quay chi tiết cho. Yamaha đẹp hơn con này, công suất cũng rất là cô ok, đẹp. Ở trên này thì rất nhiều các loa khác. Đấy, rất nhiều, nói chung loa đây thì rất nhiều lắm. Nhưng mà toàn những cái mà có thể là quý vị ở Việt Nam không ham chơi với loa này lắm, nên em cũng ít quay đấy. Em có con cho 1X trim này, thì bát 10 này, 2 way này, 2 speaker này. Còn thấy ghi công suất đây. Mở phía sau coi, nguy hiểm quá.
Made in China nhé, không phải cái công suất này. ADBL thì quý vị không cần hỏi nữa đâu. Bây giờ thì là 100%, 99% là sản xuất China rồi. Giá cũng 16.530.000 rồi, cũng không rẻ một tí nào. Còn bên này cũng rất là nhiều âm ly. Onkyo, Shinsui, Đồ Nông. Và có một con DCD quý vị này. Hai con DCD này. Đấy, hai là con gì đây? Tôi vào đây. Ampli. DCD 1650GL của Đồ Nông. Dạy mà CD, đầu CD, DCD dạy mãi. Còn là đắt thật, 48 triệu bên này rồi, chưa kể cước nha quý vị. Đấy. Chạy mà 20 bit nha quý vị nha. Đàn ông DCD 1650GL. Còn bên này là đàn ông DCD 1515AGLG. Cũng là 3.5 triệu, chưa cước. Con này thì chỗ này là không phải ra là không quy cụ thể cho bên kia. Mà không chỗ này hơi chặt, quý vị thông cảm nên là không lật ra được phía sau. Nhưng bên này giải mã bao nhiêu bit cho thử thế nào. Đấy. Piano PD T03 Piano VSA C520. Đây này nó rất là nhiều âm ly luôn quý vị. Ancho KX7 Sony Thiac. Rất nhiều lắm, đầu băng đầu đĩa than, thứ nhiều lắm. Đây thì Gia Tôn này, Gia Đại Bác này. Đây em xin gửi lời chúc sức khỏe đến năm mới quý vị chị cô chú. Cũng như là cũng như là gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc. Trong thời kỳ dịch bệnh thì chúng ta có sức khỏe vượt qua được đại dịch là điều mong muốn nhất. Ngoài ra thì cũng mong quý vị luôn ủng hộ đến kênh của Viết Phú trong thời gian tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.